Hy hữu người đàn ông ra đi mãi mãi vì cười quá nhiều khi đang đi du lịch. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông bất ngờ ngã quỵ dù vẫn đang cười nói vui vẻ ngày trước đó. Theo đó, người đàn ông 63 tuổi này đang tham gia một chuyến du lịch theo nhóm bằng xe buýt. Khi ở trên xe, ông kể chuyện cười để khuấy động bầu không khí, đang nói cười vui vẻ với mọi người. Nhưng chỉ vài giây sau, ông đột nhiên trợn mắt rồi cả người ngã nhào về phía trước. Nhiều cư dân mạng cho rằng ông bị nhồi máu cơ tim vì thời điểm diễn ra vụ việc. Từ góc độ y học, một bác sĩ làm việc tại trung tâm y tế Liverpool AP Anh cho biết, mọi người sẽ không thật sự mất vì cười, mà vì cười quá nhiều sẽ dẫn đến nghẹt thở, ngừng tim, động kinh. Người ta thường nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, thế nhưng bổ quá đôi khi lại thành có hại, và vì cười nhiều cũng có thể gây ra nhiều nguy hiểm nghiêm trọng đối với cơ thể. Đây không phải là trường hợp đầu tiên ra đi vì cười. Được biết, vài năm trước, một người đàn ông ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc cũng đã thiệt mạng sau khi bị hàng xóm chọc cười. Trước đó, một trường hợp khá nổi tiếng đó là một thợ xây người Anh 50 tuổi. Khi xem chương trình hài kịch trên truyền hình, người đàn ông này đã cười liên tục suốt 25 phút, khiến ông bị nhồi máu cơ tim và ra đi tại chỗ. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng điều này lại hoàn toàn là sự thật, thậm chí đã được nhiều nhà khoa học lý giải nguyên nhân. Theo đó, trên thế giới đã có tới 10 trường hợp tử vong chỉ vì cười. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.